Sáng 3 tháng 2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố tạm giữ hình sự đối với Phùng Mạnh Duẩn, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V, có địa chỉ tại số 2821 Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì về tội danh nhận hối lộ. Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Phùng Mạnh Duẩn đã nhận số tiền 198 triệu đồng của 4 cá nhân trên địa bàn của tỉnh để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định. Theo đó, Duẩn đã liên hệ với Lê Đức Thiện, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh, có địa chỉ tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với 18 xe ô tô của 4 cá nhân nêu trên. Tiếp đó, Phùng Mạnh Duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 18 xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền là 150 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra. Không chỉ miền Bắc mà các tỉnh thành miền Trung cũng chuyển mưa rét. Những ngày gần đây, thời tiết tại Nghệ An rất giá lạnh, nhiệt độ giảm sâu khiến tình trạng bệnh nhân vào viện thăm khám tăng cao, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Trong đó, các bệnh chủ yếu là bệnh về tim mạch và các bệnh về đường hô hấp. Số lượng bệnh nhân tăng cao khiến nhiều bệnh viện trở nên quá tải. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Qua hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Vinh, thời gian trong và sau Tết Nguyên đán trở nên quá tải. Mỗi ngày có khoảng 30 bệnh nhân nhập viện, trong đó có nhiều ca nguy kịch đang hỗ trợ thở máy. Trung bình mỗi ngày tại bệnh viện có khoảng 2.000 bệnh nhân đến khám, trong đó có hơn 400 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Sớm mai là tôi bị ngọng miệng, là con kêu xe 115 đây, đến hụt khi mô tu miệt. Chứ mà nghe con nói bữa sớm mùng 3 là xuống đây nhập viện. Từ bữa ní là bên tai là cũng đờ rồi. Cái dự lưu đương lưa cái bình phụ nữ là chưa đỡ. Đa số là bệnh nhân người là người cao tuổi chiếm đến 80%. Trong đó thì những bệnh hay gặp đó là bệnh tai biến mạch máu não, viêm phổi, một số là bệnh về mạch vành, bệnh suy tim, một số là đợt cấp các bệnh phổi mãn tính. Về nguyên nhân chủ yếu thì nhiều mặt bệnh sẽ có những nguyên nhân. Tuy nhiên trong đợt này giá rét rất lạnh thì đó là một trong những yếu tố khởi phát gây nên tình đợt cấp của một số bệnh này. Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng trong tình trạng tương tự, hầu hết các khoa khám chữa bệnh của các bệnh viện đều quá tải. Tại bệnh viện Sản Nhi, trung bình mỗi ngày có trên 1.500 lượt bệnh nhân đến khám, riêng tại khoa hô hấp đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân. Thời tiết chuyển lạnh đột ngột, nhiệt độ xuống quá thấp tác động không nhỏ đến sức khỏe của trẻ nhỏ và người già, tạo điều kiện cho virus phát triển, khiến hệ miễn dịch suy giảm. Các bệnh thường gặp chủ yếu là tim mạch, tai biến, tiêu hóa, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp. Các cháu triệu chứng trời chứng nhanh lắm ạ. Mới chỉ họ đối tiếng thôi là tuổi đến là thở nặng thôi, nên là em chỉ có đưa vào viện luôn chứ không dám điều trị tại nhà. Thời tiết thay đổi thật thương, hay là các bé không đảm ứng được với thời tiết nữa. Kiểu cháu cũng yếu, phổi đang yếu. So với cùng kỳ năm ngoái thì số lượng bệnh nhân tăng lên rất là nhiều. Như mọi năm thì trong một ngày thì khoảng từ 300 đến 400 bệnh nhân. Nhưng mà trong cái đợt ra Tết này thì số lượng bệnh nhân là tăng từ 500 đến 600, có khi là 700 bệnh nhân một ngày. Thời tiết độc hại như thế thì bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ từ trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như là giường bệnh, rồi là thuốc men và đặc biệt là nhân lực để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh kịp thời cho người dân. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện cũng gây ra nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là cảm cúm. Các bệnh viện hiện đều tập trung đảm bảo công tác thường trực cấp cứu 24/24 giờ, cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, phục vụ tốt công tác điều trị bệnh nhân ngoại trú, nội trú. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng, là ngày thứ hai của hội Lim và cũng là ngày chính hội. Thời tiết chuyển mưa rất đặc trưng của mùa xuân. Mặc dù mưa dày hạt nhưng ngay từ sáng sớm, du khách vẫn nườm nượp đổ về hội Lim. Có thể thấy, hội Lim là một điểm hẹn văn hóa vẫn luôn có sức hấp dẫn với nhiều du khách. Ba nam du khách này đã 76 tuổi, một người từ Thái Bình, một người từ Nam Định, một người từ Bắc Giang. Họ là bạn đồng ngũ, cách đây hơn 50 năm, họ đóng quân ở Bắc Ninh,
sau đó vào miền Nam chiến đấu. Đã thành điểm hẹn, cứ 13 tháng giêng hàng năm là ba người lại gặp nhau tại đồi Lim, phần để tận hưởng không khí vui tươi, phần để nhớ lại ký ức tuổi trẻ đã thấm đẫm những làn điệu quan họ. Cũng mấy chục năm bây giờ mới trở lại để coi như là cứ mỗi năm về đây một lần để nhớ lại coi như những ngày thời trẻ. Thấy quê hương quan họ mình bây giờ là tuyệt vời, mà mọi người các nơi đến rất đông và nhộn nhịp vui. Tìm lại cội nguồn và hát quan họ mà hôm qua rất tiếc không vào được để xem các cô gái chèo thuyền để mời lên hát cùng làng quan họ quê tôi. Tháng giêng vui hát hội tháng 3 là gì đấy. Với những ai chưa về hội Lim thì trong hình dung của họ, hội dành cho những liền anh liền chị, dành cho những bạn trẻ du xuân. Nhưng không phải như vậy, du khách đến hội Lim phần đông là những người trung niên hoặc cao tuổi. Rất nhiều người từ Nghệ An, Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc không quản đường xa, đội mưa về đây để được thưởng thức dân ca quan họ, hay chỉ đơn giản là được gặp gỡ nhau, được hát giao duyên. Vậy nên đến chảy hội, ai cũng có nét mặt tươi vui. Năm nay là năm thứ ba đi hội Lim. Tôi thấy quang cảnh hội Lim là khác ngày xưa chúng tôi đi. Mưa gió nhưng mà cứ thích đi hội Lim, chúng tôi vui. Quan họ bác Linh này là nhiều năm tôi thấy là mở hội rất vui. Và ngày hôm nay là tôi cũng được dự lần đầu tiên. Bởi vì là tôi rất thích hội Lim. Cái này là bởi vì tôi rất thích hát quan họ và hát chèo nữa. Nên là tôi năm nào tôi cũng đến hội Lim để dự. Rất chi là vinh dự mà vui. Mà không quản đường xá xa xôi, mưa thế nào tôi vẫn đi. Để du khách được thỏa lòng với tình yêu dân ca quan họ Bắc Ninh, ban tổ chức dựng sân khấu lớn ở đồi Lim và 12 lán hát quan họ. Đặc biệt có một lán quan họ do câu lạc bộ quan họ Măng Non biểu diễn. Các liền anh, liền chị nhí mặc áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, biểu diễn những làn điệu dân ca mượt mà, đằm thắm, níu chân du khách khi đến với hội Lim. Cứ liền anh liền chị là mình cứ nhớ là đến ngày này là đi thôi. Mà hội Lim thì là một cái truyền thống mà trong đó là với cái giọng hát quan họ thì liền anh liền chị một trong những cái về miền quan họ thì không thể quên được em ạ. Vui đầu xuân cho nó, con người là nó được sảng khoái trong cái năm mới. Năm nay, hội Lim dự kiến đón 100.000 lượt du khách. Với quyết tâm tổ chức lễ hội văn minh sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19, năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho không gian lễ hội được ban tổ chức quan tâm đặc biệt. Không còn các hiện tượng đổi tiền lẻ, ăn xin và sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn. Tuy nhiên, rất nhiều du khách vẫn xả rác bừa bãi. Túi ni lông, vỏ chai, vỏ hộp thực phẩm nổi lềnh bềnh trên mặt hồ là những hình ảnh chưa đẹp ở hội Lim năm nay. Và để du khách, người ở đừng về thì ban quản lý hội Lim cần phải có các biện pháp quyết liệt hơn nữa. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 3 tháng 2 trên tuyến quốc lộ 4C thuộc địa phận của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, xảy ra vụ xe tải chở hàng do nam tài xế 23 tuổi điều khiển bất ngờ bị mất phanh lao xuống vực sâu, khiến 4 người bị thương. Cụ thể, khi ô tô tải đi đến huyện Yên Minh thì tự lao xuống ta luy âm sâu khoảng 15 mét. Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người ngồi trên xe tải bị thương nhẹ, ô tô bị hư hỏng. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Minh cho biết, qua kiểm tra nhanh, trong cơ thể lái xe không có cồn và ma túy, tài xế có đầy đủ giấy tờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe tự gây tai nạn. Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe đang đi xuống dốc nhưng bất ngờ bị mất phanh. Lái xe đã cố đánh lái vào phía ta luy dương nhưng chiếc xe bị trôi và lao xuống vực sâu.